Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi bắt rắn chung. Thì một người anh thì đã có nhắn tin lại hỏi mình bắt rắn chung thì có để lại mật cho ảnh ha. Thì bây giờ mình đi bắt ra. Thì hôm nay lúa thì nó đang trong giai đoạn dặm thì nó lớn rồi, cũng ít rắn chung nữa. Hôm nay đi thử kiếm một hai con coi, lấy mật cho cái ông anh đó, ông ở Củ Chi đó. Hôm nay đi bắt nè, nãy giờ đi ra thì được một con này, đi ra tìm cũng lâu rồi. Rút luôn rồi. Đây. Tìm lâu mà cái con mà chuồn mục tiêu rồi. Rút vô hang này các bạn ơi. Để mình móc nó ra mới được. Giờ đụng nó nè. Tiêu nó nè. Hay quá. Lũi hay quá. Hồi nãy đang móc rắn chung thì bây giờ trời mưa chạy vô cái trời dịch chứ. Trốn mưa nè. Quá trời mệt. Rồi mình tắt đèn. Tắt đèn dịch nó sợ. Quá trời. Bây giờ đi vô các bạn ơi. Mưa rồi không có bắt được.